Ngoài thịt thì các loại hoa quả có xuất xứ từ Mỹ, Australia hay là New Zealand đang là lựa chọn của nhiều gia đình, bởi tâm lý hàng ngoại bao giờ cũng ngon và an toàn hơn hàng nội. Hiện nay thì những loại hoa quả này được bán ở khắp nơi, từ các cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu đến các siêu thị và thậm chí là ở cả các chợ cóc hay là chợ tạm, với cách bảo quản và giá cả thì hoàn toàn khác nhau. Việc xuất hiện một cách ồ ạt bất thường với giá cả chênh lệch đã khiến cho người tiêu dùng từ tâm lý ưa chuộng lại chuyển sang e dè và nghi ngại. Tại thời điểm 11 giờ trưa ngày 13 tháng 5, cherry tại siêu thị Unimark có giá 800.000 đồng 1 kg. Cũng là loại cherry trên, tại quầy hàng này lại có giá chưa đến 600.000 đồng. Táo Mỹ, để được bán tại chuỗi cửa hàng Clever Foods, phải có rất nhiều loại giấy chứng nhận. Nhưng táo Mỹ tại các cửa hàng ở vỉa hè lại không hề có bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng. Mình nhập ở nguồn nó hàng máy bay nó xuất về. Tức là từ chỗ mình quen à hay là chỗ mình quen, nó chuyên đi xuất hàng nhập, lấy hàng nhập về. Công ty nó không ban hành cái gì ạ. Vâng, em xin nhập thôi. Nhưng mà nó có tem xác nhận. Nếu như vài năm trước, các loại hoa quả nhập khẩu chỉ được bày bán trong các siêu thị hay cửa hàng chuyên phân phối đồ nhập khẩu với giá đắt, thì hiện nay tại các chợ cóc hay cả những người bán rong cũng kinh doanh mặt hàng này. Điều này xuất phát phần nhiều từ tâm lý sính ngoại của một bộ phận người dân. Bởi vì cái này nó ngon, hoa quả Việt Nam không có, ăn nó vừa ngon mà lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Chắc là chất bảo quản cho phép, trong cái liều lượng cho phép được thì mình vẫn cứ yên tâm mình dùng. Hiện Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hoa quả từ Mỹ và các nước châu Âu. Để được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, các loại hoa quả này phải đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm bắt buộc, phải có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và thường được bảo quản mát ở nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C. Tuy nhiên, lại có một thực tế, không ít các loại hoa quả được dán mác nhập khẩu từ các nước Mỹ, Australia, Canada, nhưng lại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và người tiêu dùng thì rất khó để phân biệt. Khó phân biệt bởi vì Trung Quốc và các nước thì người ta trồng những loại táo khác nhau. Và có những cái giống thì ở Trung Quốc cũng có và một số nước khác cũng có. Chưa hết, theo các chuyên gia trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hoa quả nhập khẩu do có thời gian vận chuyển lâu hơn nên việc sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật có thể nhiều hơn. Và đây là một trong những nguy cơ lớn đối với sức khỏe của người sử dụng. Nếu có tiền thì mua thực phẩm hoa quả nhập khẩu thì là rất tốt. Nhưng mà cái tư duy đó tôi cho cũng chưa phải là đáng hoan nghênh, bởi vì hoa quả nhập khẩu chắc gì đã an toàn. Đấy, bởi vì một cái nguyên tắc là có thể ở các nước tiên tiến thì người ta dùng các chất bảo quản mà được phép dùng. Đấy, nhưng mà đã là bảo quản, hóa chất bảo quản là đều độc hại cả. Với khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được coi là một trong những nơi cung cấp hoa quả lớn ở Đông Nam Á. Nhiều loại hoa quả Việt Nam đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, từ tâm lý sính ngoại, một bộ phận không nhỏ người dân lại phải mua những sản phẩm với giá cao hơn bình thường, mà mức độ an toàn thì không phải lúc nào. Tâm lý sính hàng ngoại chỉ tin vào các mặt hàng giá đắt mới có chất lượng cao đã khiến cho người tiêu dùng tự đưa mình vào thế phải mua đắt hơn giá trị thực của sản phẩm. Thế nhưng có một thực tế nguy hiểm hơn là việc nhập nhèm trong quản lý chất lượng sản phẩm đối với cả hàng chính ngạch và nhập lậu đã biến những loại thực phẩm tưởng là bổ tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Thịt nguội, xúc xích, bơ, phô mai, đến hoa quả nhập khẩu. Mua trong siêu thị dễ như mua mớ rau ngoài chợ. Và chúng đã đi vào bữa cơm của người Việt, vừa như một xu hướng, vừa như một thói quen mới. Mình cũng rất hay ăn thực phẩm có sự nguồn gốc từ nước ngoài, bởi vì nó rất phù hợp với khẩu vị của riêng mình ạ. Có cái gì bây giờ trên các cửa hàng siêu thị có rất nhiều đa dạng mặt hàng về các thực phẩm có xuất xứ từ nước ngoài ạ. Không một ai có thể chắc chắn rằng những món ăn lạ miệng có xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra hay không. Bởi việc quản lý chất lượng của các loại thực phẩm nhập khẩu này đang theo kiểu được chăng hay chớ. Những cuộc vây bắt thực phẩm ngoại cận đét như thế này là một ví dụ. Cái hệ thống biên giới của chúng ta rất rộng. Đấy, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những cái sử dụng những cái hàng rào trong cái quá trình kiểm soát an toàn thực phẩm, cũng như là cái hàng rào biên giới của chúng ta nên có thể có những cái việc vận chuyển và kinh doanh các sản phẩm nhập lậu. Hết hạn rồi là nguyên tắc của châu Âu là đã hết hạn thì phải hủy, không được bán cho người dân nữa, phải hủy. Hoặc là người ta cố gắng tìm cách là gần đến hết hạn, người ta cố gắng người ta bán xôn, bán thật nhanh đi, bán thật là để cho người ta tiêu dùng hết trước khi người ta hết hạn. Đằng này của mình thì đến hết hạn rồi nhưng mà chẳng cũng có những lô hàng người ta hết hạn thì người ta phải hủy. Thế là mấy người chúng ta sang lọ mọ sang tìm một chỗ bán cho tôi, bởi vì người ta hủy thì người ta bán rất rẻ. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 4 năm 2015, anh Phí Thành Long ở Ba Đình, Hà Nội đến trung tâm Metro Thăng Long, Hà Nội và mua phải 5 kg thịt bò Úc bốc mùi hôi thối. Điều này đặt ra câu hỏi lớn đối với cả những thực phẩm được nhập chính ngạch. Có cái thực phẩm nhập khẩu hiện nay là nói là hỏng rồi, nhưng mà qua một cái hóa chất nào đấy, cách sử dụng thì người ta lại khôi phục nó, bề ngoài trông có vẻ tốt, hương vị có vẻ cũng tạm ổn và dẫn tới cái việc tức là chúng ta ăn phải cái thực phẩm đó không đạt cái chất lượng. Nhưng thịt bò Mỹ, thịt bò Úc hay thịt gà Mỹ là những thứ thực phẩm ngoại được ưa chuộng nhất, bởi quan niệm của người Việt thì nó rất tốt cho sức khỏe. Hiện nay nó đang xảy ra một cái chuyện tức là thừa cân, béo phì và các bệnh rối loạn dinh dưỡng. Do là hồi nhỏ anh bị thiếu dinh dưỡng, bây giờ anh có điều kiện cái anh ăn thừa ra thì nó sẽ dẫn tới tình trạng như vậy. Thực phẩm mới phù hợp với người nước ngoài, chưa chắc phù hợp với người Việt Nam. Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển rồi tới Việt Nam mình dự trữ, mình bảo quản nó như thế nào. Chưa kể đến chuyện khi anh đưa ra chế biến thì nó sẽ mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình giã đông của thực phẩm. Ngon miệng, lạ mắt có thể được coi là sức hấp dẫn khó chối từ những thực phẩm nhập khẩu. Nhưng trong bối cảnh vàng thau lẫn lộn, việc cảnh giác với những mặt hàng này không bao giờ là thừa, để người tiêu dùng tránh rước họa vào thân. Thực tế là thực phẩm nhập ngoại vào nước ta đang được đội giá cao. So với các thực phẩm nội trong nước thì giá của thực phẩm ngoại có thể đắt là gấp 2 đến 3 lần. Đang nói là nhiều sản phẩm khi mà vào thị trường trong nước thì giá bán cao đến cả chục lần so với giá nhập khẩu. Để có cái nhìn rõ hơn thì xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin về một mặt hàng rất quen thuộc với nhiều gia đình, đó chính là sữa bột. Theo một thông báo của Tổng cục Hải quan, giá nhập khẩu sữa bột Similac Advance hộp 658g là 119.700 đồng một hộp, nhưng giá bán lẻ lên tới 540.000 đồng một hộp, chênh 351%. Hay sữa bột Galia số 1 900g có giá nhập 119.700 đồng một hộp, nhưng giá bán lẻ là 560.000 đồng một hộp, tăng 367%. Cụ thể, một hộp Similac Advance giá nhập khẩu sau khi cộng thêm các chi phí như thuế suất nhập khẩu, cước vận chuyển, chi phí quản lý, hoa hồng các hãng sữa chi cho các đại lý lớn, 20, thậm chí là 30% chi phí quảng cáo tiếp thị. Như vậy, giá hộp sữa này đã được tăng lên gấp 5 lần, lên tới 540.000 đồng. Chính những yếu tố và các khâu nhập khẩu trên khiến không riêng gì sữa mà ngay cả các sản phẩm thực phẩm nhập ngoại vào nước ta có giá rất cao. Chuyện về việc ăn uống của chúng ta. Có một thực tế khá phổ biến đó là người tiêu dùng Việt Nam thì luôn có tâm lý hàng đắt, hàng ngoại thì sẽ ngon lành hơn, đáng tin cậy hơn là hàng trong nước. Nhiều bà nội trợ thì sẵn sàng bỏ một khoản tiền không nhỏ để có thể có được các loại thực phẩm từ Nhật, Đức, Nga, Mỹ hay là Pháp. Trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thịt các loại. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho số lượng thực phẩm, trong đó có các loại thịt ngoại nhập, tăng một cách chóng mặt trong những năm gần đây. Năm 2013, Việt Nam mới chỉ nhập 744 tấn thịt heo từ châu Âu, nhưng đến năm 2014, con số này đã là 6.149 tấn, tăng thêm hơn 5.000 tấn. Riêng với thịt bò, năm 2014, Việt Nam cũng đã nhập hơn 1.720 tấn thịt bò từ châu Âu, tăng hơn 70 lần so với năm 2012. Đáng chú ý, theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, năm 2012 Việt Nam mới bắt đầu nhập bò Úc với số lượng khá khiêm tốn, chỉ khoảng 3.000 con. Nhưng qua năm 2013 đã tăng vọt lên gần 67.000 con, năm 2014 lên tới 145.000 con, cao gấp khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm 2013. Vượt qua cả Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu bò Úc đứng thứ 2 sau Indonesia. Mới đây, theo thông tin Tổng cục Hải quan, trong quý 1 năm 2015, Việt Nam nhập khẩu trên 34.000 tấn thịt gà đông lạnh, chủ yếu là đùi, cánh, đầu và chân, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước.